Mô hình nuôi tôm an toàn sinh học vòng tròn khép kín kết hợp với nuôi cá kèo Artemia của hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu, Bạc Liêu không chỉ bảo vệ được môi trường mà còn biến chất thải thành nguồn tài nguyên mang lại lợi nhuận về cho hợp tác xã. Đây hứa hẹn sẽ là sự kích thích cũng như động lực cho người nuôi siêu thâm canh phát triển theo hướng này. Nuôi tôm siêu thâm canh theo hướng an toàn sinh học là hình thức nuôi tôm với mật độ thưa, nuôi tuần hoàn khép kín, ít sử dụng hóa chất trong quá trình nuôi. Đây cũng là hình thức nuôi khá mới được hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu áp dụng trong 3 năm nay và cho hiệu quả khá cao. Mô hình được nuôi theo 3 giai đoạn với mật độ như giai đoạn 1 khoảng 2.000 con trên 1 mét khối, giai đoạn 2 khoảng 400 con trên 1 mét khối, giai đoạn 3 từ 120 đến 130 con trên 1 mét khối, giảm từ 30 đến 40 con trên 1 mét khối so với nuôi siêu thâm canh thông thường. Trong quá trình nuôi, hạn chế sử dụng thuốc, hóa chất, thay thế sử dụng vi sinh. Nước thải hàng ngày từ mô hình được đưa về hệ thống xử lý. Máy sẽ tách phân tôm và nước thải riêng biệt. Sau tách, phân tôm được đưa vào bể chứa. Nước thải được lắng lọc và tái sử dụng để nuôi cá kèo và Artemia. Từ cái thực tế của hợp tác xã mà nuôi Artemia, thì chúng tôi thấy hiện trạng hiện nay thì cái vấn đề là nuôi môi trường bị ô nhiễm do cái chất thải từ nuôi tôm mà đặc biệt là nuôi tôm công nghệ cao là rất là nghiêm trọng. Cho nên là chúng tôi cũng đã quyết tâm để làm được cái mô hình mà sản xuất tuần hoàn khép kín để sử dụng cái phân tôm, nước thải của tôm để nuôi Artemia. Mô hình nuôi siêu thâm canh an toàn sinh học khép kín của hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu Bạc Liêu hoạt động theo hình thức vòng tròn xuyên suốt. Từ mô hình nuôi siêu thâm canh, lượng nước thải được đưa về hệ thống lắng lọc, tách phân tôm. Tại đây, phân tôm được tách và đưa vào bể chứa. Lượng nước thải còn lại được đưa về các ao lắng, chờ xử lý và cấp vào ao nuôi cá kèo, Artemia. Lượng nước sau vụ nuôi Artemia được đưa trở lại ao chứa để chờ xử lý và cấp vào ao nuôi siêu thâm canh. Trong năm rồi thì thời tiết cũng tương đối thuận lợi thì năng suất cũng đạt là trên dưới 200 kg trên hecta, hoàn toàn sử dụng phân tôm và bổ sung thêm thức ăn công nghiệp thôi chứ còn không sử dụng phân gà. Thì tiếp tục năm nay thì chúng tôi cũng triển khai ra, nhân rộng ra một số cái bà con trong vùng để sử dụng cái phân tôm này. Hiện tại thì cũng còn hai cái cách thu phân tôm là thu bằng cách thu truyền thống là chúng ta để lắng và chúng ta thu cái phân nó hơi lỏng, thì cái đó thì nó đơn giản nhưng mà đều có một cái thì nó vận chuyển đi xa thì nó phức tạp, cho nên là chúng ta lại phải đầu tư ra cái máy ép phân tôm để cho nó cô lại thì nó tương đối ráo rồi thì nó sẽ dễ dàng nó vận chuyển đi. Thì qua năm nay, mặc dù điều kiện thời tiết cũng còn nhiều bất lợi, nhưng mà bước đầu thì thấy nó cũng rất là khả quan. Hy vọng là đây cũng là một cái đề tài tương đối nó nhỏ, nhưng mà cái ý nghĩa thì cực kỳ quan trọng nếu mà nó được nhân rộng. Thì tôi thấy là cái phân tôm này là đúng là nếu mà chúng ta biết tận dụng thì nó là một cái nguồn tài nguyên rất là quý, để làm được nhiều điều đó mà nhân rộng ra thì cái phân tôm này có khả năng là chúng ta phải sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, như là phân bón hữu cơ hoặc là cho các đối tượng khác sử dụng thì tôi thấy rất là tốt, nhưng mà nó cần cái sự vào cuộc của các cơ quan chức năng cũng như là nhà nước để làm sao mà nó được nhân rộng ra thì nó mới bảo vệ được cái môi trường, bảo vệ được môi trường thì mới bảo vệ được cái ngành tôm.